new một cái project của mình, và các bạn chọn Spring Starter Project Next. Ở đây slide 1 C1 Maven WAR17 Java, được chưa? Mấy thông số này thì cơ bản Next, và các bạn chọn Lambox. Lambox thì nó nằm ở đây, được chưa? Lambox. Và một cái nữa là web, nó nằm ở phía dưới này. À, Spring Web. Như vậy nếu mà các bạn đã từng chọn thì nó sẽ nằm ở trên này. Mình vô mình chọn cho nó nhanh. Và cái nữa là Spring Boot Version 3.2.5. Đến đây kịp không? Kịp. Rồi, chọn Next. Finish. Rồi trong cái phần slide 1 C1, chúng ta sẽ có thứ nhất là source main web web app. Các bạn sẽ new một cái folder, new trong này nhé, new trong source nè, main nè, web app nè, đúng vị trí nha. Chọn new folder. Nếu ở chỗ này các bạn ghi chữ hoa thì tí nữa nhớ là ghi hoa, chữ thường thì ghi thường. W W E B trừ I N F Finish. Và ở bên trong này thầy tạo tiếp một cái folder view. View này là tạo chữ thường, không có in hoa. Và ở trong này tạo luôn cái file index đi. Mình làm chỗ đi cho nó nhanh. Rồi new một cái file index GSB. Chỗ này index thì các bạn cho một cái H1. Hello Spring Boot. Và mình cho một cái H2. Bạn muốn để gì cũng được. A cộng Message. Rồi kịp không? Kịp ha. Mình cứ new thôi, mình chưa làm gì hết mà. Chỗ này mới new thôi. Rồi đây là file index. Tiếp tục chúng ta sẽ qua cái phần result. Các bạn vô cái cấu hình đây, sub main result, thì trong này nó có phần application property. Trong này chúng ta sẽ sửa lại chỗ này mvc chấm view refit. Refit là cái phần đầu của mình là gì? Web trừ i n f xiệt view xiệt, đúng cái thư mục đó mình chứa cái file index đâu. Rồi một cái nữa là mình sẽ là spring chấm mvc chấm view xiệt suffix chấm gsb. Kịp chỗ này không? Rồi như vậy coi như là bước thứ ba. Bước 1 là tạo project. Bước 2 là mình tạo thư mục để chứa cái phần index, tức là pronin. Bước 3 là mình sửa cái file cấu hình, cái property chỗ này. Bước 4, các bạn sẽ tạo một cái file controller. Như vậy trong cái thư mục này, trong thư mục gốc, mình new một cái package mới. Package này mình đặt tên cho nó là chấm controller, được chưa? Controller finish.
Và bên trong cái controller này mình đặt một cái file Java, new một cái class Java, đặt tên gì cũng được, bất kỳ tên gì, và mình đặt là home controller đi để cho nó dễ nhớ thôi chứ không có gì. Home controller, trong home controller này chúng ta sẽ có một cái notation. Thứ nhất là controller, nhấn control space để mà chèn cái package này vào. Đến đây kịp không? Những cái project mà hồi nãy mình tạo đã đến đây chưa? Được chưa? Nó phải import được cái Spring Framework vào nhé. Rồi cái tiếp tục mình chèn là a cộng request mapping. Request mapping các bạn cũng control space để cho nó chèn cái thư viện vào. Kịp không? Rồi ở trong này cấu trúc của một cái phương thức chỗ này là public string home mở ngoặc model, mình sử dụng model để mình chuyển data binding, control space để cho nó chèn cái thư viện này vào. Rồi và chỗ này chúng ta chỉ cần return index nằm trong nháy kép. Index tức là cái tên file đó, tên file GSP mà mình muốn nó chạy đó. Rồi ở chỗ này cái phần mà request mapping này, mình muốn gõ phía sau cái gì? Phía sau cái mà HTTP 2.8080 cái gì á, thì mình gõ ở đây cái đó. Nó là giống như là đường dẫn của thằng Servlet á. Nháy kép. Ví dụ như home, thì tí nữa mình gõ xuyệt home là nó sẽ nhảy về đây. Được chưa? Rồi sẵn ở đây mình truyền tham số luôn đi. Mình sẽ dùng model chấm add attribute và cái model của mình là message. Ví dụ mình gửi qua cái thông điệp rồi. Như vậy cơ bản là mình đã lập trình xong. Xong cái cơ bản rồi đó. Như vậy cái ở bên Java 4 thì mình dùng là gì? Request.get request dispatcher để mình truyền cái đường dẫn của thằng GSP. Còn bây giờ không có truyền kiểu vậy, mình chỉ cần return cái tên file. Tại vì sao mình chỉ có chữ index? Tại prefix là mình đã đưa vô là seek web inf seek view mà mình chỉ đến đó luôn rồi. Và cái đuôi của mình là .gsp là mình cũng chỉ luôn rồi. Cho nên là bây giờ chỉ có thiếu index nữa là mình ráp vô là chạy thôi. Đó, cho nên chỗ này mình chỉ có return index thôi. Mình không có thêm cái đầu, không có thêm cái cuối. Bởi vì đầu cuối là mình đã setup bên cái file config rồi. Được không? Rồi. Mình thử ha. Lưu lại. Bây giờ mình sẽ click chuột phải lên đây. Chọn run web. Đây, nó đã bắt đầu. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái cửa sổ và mình chọn localhost. Enter một cái. Chưa chạy đúng không? Thêm cái gì nữa? Ở chỗ này của chúng ta, thứ nhất là mình kiểm tra lại cái phần config của mình hồi nãy đúng chưa.
Đây, xịt view đầy đủ .jsp web inf. Rồi, như vậy ở chỗ này các bạn sẽ thêm vào trong cái Firebomb. Các bạn thêm vào trong cái Firebomb một cái dependency. Rồi, xong. Rồi, chỗ này mình làm gì? Xịt home, truyền tham số qua. Rồi, các bạn thêm cái dependency này vào. Được chưa?